Rồi, hôm nay cô tiếp tục hướng dẫn cho các bạn lớp 6 một dạng đề đó là gì? Viết đoạn văn. Hôm qua các bạn đã được làm quen với viết đoạn văn khoảng 500 chữ rồi đúng chưa? Và hôm nay cô đưa ra cho các bạn một cái dạng đề đó là gì? Viết đoạn văn. Ở đây chỉ yêu cầu là viết đoạn văn và không có đưa ra cho cái cho các bạn về cái yêu cầu đó là cái số chữ mà các bạn phải đạt được nữa. Đó là gì? Đề bài của cô là viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Thánh Gióng qua văn bản Thánh Gióng. Được chưa? Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Thánh Gióng qua văn bản Thánh Gióng. Vậy thì hôm trước các bạn đã được làm quen với dạng đề kể lại câu chuyện cổ tích hoặc là kể lại câu chuyện truyền thuyết. Vậy thì đó là thuộc văn tự sự đúng chưa? Văn kể đúng không? Còn ở đây đề bài yêu cầu các bạn đó là gì? Nêu cảm nghĩ của em nha, nêu cảm nghĩ của em. Vậy thì với cái dạng đề bài yêu cầu là nêu cảm nghĩ của em này thì nó thuộc văn gì? Đó là văn biểu cảm. Vậy thì với cái dạng đề viết đoạn văn mà nêu cảm nghĩ như vậy thì các bạn cần làm gì? Thứ nhất, trong phần lập dàn bài các bạn đi cho cô. Lập dàn bài đầu tiên đó là mở đoạn nha. Mở đoạn, chúng ta đang viết đoạn văn cho nên là sẽ phải có mở đoạn. Trong phần mở đoạn thì các bạn cần phải giới thiệu được cái gì? Thứ nhất, giới thiệu được tên truyện thuộc thể loại gì và cái nhân vật em yêu thích là ai. Được chưa? Vậy thì đề bài yêu cầu các bạn nêu cảm nghĩ của mình về nhân vật Thánh Gióng đúng chưa? Vậy thì các bạn sẽ thấy được là gì? Thánh Gióng sẽ là cái nhân vật mà mình trả lời cho cái câu hỏi là nhân vật em yêu thích là ai, rồi thuộc thể loại chuyện gì, giới thiệu cái tên chuyện đó. Vậy thì Thánh Gióng ở trong chuyện nào, nằm trong câu chuyện nào, đó có phải là chuyện chuyện Thánh Gióng không? Được chưa? Vậy thì tên chuyện ở đây là Thánh Gióng, tên nhân vật ở đây là Thánh Gióng. Được chưa? Vậy thì thật trùng hợp đó là gì? Cái nhân vật của chuyện và nhân vật và cái tên của chuyện nó trùng nhau. Còn cũng có một số những cái câu chuyện hoặc là một số những cái văn bản mà các bạn khi mà các bạn đi nêu cảm nghĩ thì cái tên nhân vật và tên chuyện nó không có giống nhau, cho nên các bạn phải giới thiệu được nó ra. Được chưa? Vậy thì thuộc thể loại gì thì giới thiệu nó ra. Thánh Gióng là chuyện truyền thuyết hay là chuyện cổ tích? Chuyện truyền thuyết hay chuyện cổ tích thì các bạn giới thiệu nó ra. Được chưa? Đương nhiên Thánh Gióng là chuyện truyền thuyết đúng không? Đúng chưa? Thánh Gióng là chuyện truyền thuyết bởi vì sao? Chuyện truyền thuyết thì luôn luôn gắn với lại yếu tố lịch sử, đúng chưa? Chuyện truyền thuyết thì luôn luôn gắn với yếu tố lịch sử. Còn chuyện cổ tích thì sao? Chuyện cổ tích là những chuyện kể dân gian và mang cái yếu tố kỳ ảo, hoang đường, thể hiện cái niềm mong ước, cái ước mơ, cái khao khát của người nông dân lao động đặt gửi gắm và đặt vào trong đó và luôn mang một cái mô típ đó là gì? Ở hiền thì gặp lành, ác giả ác báo. Được chưa? Vậy thì trong cái phần mở đoạn này các bạn phải giới thiệu được cho cô ba ý chính. Và cái đề bài của chúng ta là gì? Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Thánh Gióng ở trong cái văn bản Thánh Gióng đó. Được chưa? Vậy thì các bạn có thể mở bài như thế nào? Ví dụ là gì? Trong các câu chuyện truyền thuyết, được chưa? Trong các câu chuyện truyền thuyết thì cái câu chuyện truyền thuyết đó nó giải quyết được cho mình cái gì? Thuộc thể loại gì? Rồi, em yêu thích nhất đó là nhân vật Thánh Gióng. Được chưa? Thì giải quyết được xong cái nhân vật Thánh Gióng. Nhân vật Thánh Gióng trong chuyện Thánh Gióng hoặc là trong câu chuyện cùng tên. Được chưa? Vậy là chúng ta đã giải quyết xong ba ý trong phần mở đoạn chưa? Rồi đúng không? Giới thiệu được tên chuyện rồi, đó là Thánh Gióng. Giới thiệu được thể loại chuyện ngay từ đầu rồi, đó là trong các câu chuyện truyền thuyết. Được chưa? Vậy thì thể loại đã xong. Em yêu thích nhất nhân vật Thánh Gióng thì đó là nhân vật em yêu thích. Trả lời xong chưa? Rồi đúng không? Rất là đơn giản. Vậy thì xong phần mở đoạn rồi, chúng ta đi vào phần tiếp theo, đó là phần thân đoạn. Vậy thì chỉ với đề bài chỉ yêu cầu các bạn viết đoạn văn thôi thì trong phần thân đoạn chúng ta cần triển khai những cái gì? Thứ nhất, phần thân đoạn giới thiệu chung về nhân vật. Được chưa? Giới thiệu chung về nhân vật. Vậy thì các bạn giới thiệu như thế nào? Thánh Gióng
là đại diện tiêu biểu, đúng chưa? Thánh gióng là đại diện tiêu biểu của những người anh hùng chống giặc ngoại xâm trong lòng nhân dân ta, đúng chưa? Vậy thì giới thiệu ở đây là gì? Thánh gióng. Thánh gióng. Thánh gióng. Giới thiệu chung nha, thánh gióng là nhân vật tiêu biểu. Là nhân vật gì nào? Nhân vật tiêu biểu của những người anh hùng, hoặc là nhân vật anh hùng tiêu biểu. Là nhân vật anh hùng tiêu biểu. Thánh gióng. Thánh gióng là nhân vật anh hùng tiêu biểu chống giặc ngoại xâm trong lòng nhân dân ta. Về về chống giặc ngoại xâm. Về chống giặc ngoại xâm. Chống giặc ngoại xâm. Trong lòng nhân dân ta. Trong lòng nhân dân ta. Đó là cái giới thiệu chung về nhân vật thánh gióng, đúng chưa? Đây là cách cô gợi ý để cho các bạn giới thiệu thôi. Rồi, vậy thì sau khi giới thiệu xong, đó là giới thiệu chung. Sau khi giới thiệu xong thì chúng ta tiếp tục đi trình bày những cái đặc điểm nổi bật của nhân vật, được chưa? Trình bày những cái đặc điểm nổi bật của nhân vật. Ví dụ như là gì? Chàng được sinh ra từ một người mẹ nông dân nghèo này, được sinh ra từ một người mẹ nông dân nghèo. Rồi là gì nữa? Điều này chứng tỏ là gióng sinh ra là từ nhân dân, do nhân dân nuôi dưỡng, đúng chưa? Rồi là cái đặc điểm nổi bật tiêu biểu gì của thánh gióng, thân hình thì như thế nào, sức khỏe thì như thế nào. Rồi các bạn triển khai ra những cái đặc điểm nổi bật tiêu biểu, những cái đặc điểm nổi bật tiêu biểu của nhân vật. Rồi vậy thì sau khi mà trình bày được hết những cái đặc điểm tiêu biểu của nhân vật thì các bạn bắt đầu đi biểu cảm thứ ba, đó là gì? Đi biểu cảm tức là đánh giá về những cái hành động đó, được chưa? Đánh giá về những cái hành động đó là theo bạn thì những cái hành động đó là cái hành động đúng hay sai, hành động tốt hay xấu, thì đó là cách các bạn đánh giá về cái hành động đó. Vậy thì cái phần chính ở đây đó là gì? Trong cái ba phần về trong cái ba ý chính trong cái phần thân đoạn này, đầu tiên giới thiệu chung về nhân vật, đó là thánh gióng là nhân vật anh hùng tiêu biểu chống giặc ngoại xâm trong lòng nhân dân ta rồi, được chưa? Vậy thì những cái đặc điểm nổi bật của thánh gióng này là sinh ra như thế nào? Được sinh ra từ một người mẹ nông dân. Vậy thì cho thấy cái sự xuất phát điểm của thánh gióng đó là những người nông dân rồi, được chưa? Nhưng mà ban đầu thì sao? Ban đầu mẹ thánh gióng như thế nào mà mang thai? Đó là gì? Đi ra đồng này, thử chân mình vào một cái dấu chân rất là lớn, sau đó về mang thai, được chưa? Vậy thì cái cách mà mang thai của bà mẹ thánh gióng nó cũng tương tự như cái cách mang thai của bà mẹ sọ dừa, đúng không? Có sử dụng những cái yếu tố hoang đường kỳ ảo và thể hiện cái ý nghĩa ở đây. Nếu như sọ dừa được sinh ra là một cái hình hài tròn xoe lăn lông lốc thì đại diện cho những cái số phận bé nhỏ trong xã hội, cho những cái thân phận bé nhỏ trong xã hội, thì thánh gióng thì sao? Thánh gióng được sinh ra như thế nào? Đó là gì? Sau khi bà mẹ ướm thử cái chân vào một cái dấu chân to lớn thì về bà mang thai, đúng chưa? Mang thai thì mang thai bao nhiêu? 12 tháng, đúng chưa? 12 tháng sau. Người ta mang thai 9 tháng 10 ngày, còn bà mang thai 12 tháng nha. Bà mang thai đến 12 tháng và sinh ra một cậu bé, và sinh ra một cậu bé như nào? Khôi ngô tuấn tú, nhưng mà lạ thay là lên 3 tuổi vẫn không biết đi, không biết đi, không đứng, không nói, không cười, đặt đâu nằm đó, được chưa? Vậy thì đó là những cái đặc điểm nổi bật của nhân vật, đó là gì? Mang thai tận 12 tháng này. Mang thai 12 tháng. Rồi, sinh ra thì là một cậu bé khôi ngô tuấn tú. Khôi ngô tuấn tú. Khôi ngô tuấn tú. Nhưng mà lên 3 tuổi, lên 3 tuổi.
lên 3 tuổi thì vẫn không biết đi. Vẫn không biết đi. Vẫn không biết đi. Không biết đi, không biết đứng, không biết nói, không biết cười, đúng không? Đúng chưa? Rất là kỳ lạ. Đặt đâu thì nằm đó, được chưa? Vậy thì cái điều đó cho thấy là gì? Thánh gióng ở đây khác hẳn so với những em bé bình thường, đúng không? Vậy thì đó là những cái đặc điểm nổi bật của nhân vật, được chưa? Rồi còn cái gì nữa? Cho đến khi cái gì? Cho đến khi giặc Ân kéo đến xâm phạm. Cho đến khi giặc Ân kéo đến xâm phạm bờ cõi nước ta lúc bấy giờ là nước gì? Văn Lang, đúng không? Rồi, đến khi giặc Ân kéo đến xâm phạm và quan sai thì sao? Triều đình thì sao? Tìm người đi tuyển chọn người người đánh giặc thì lúc này cậu bé mới cất tiếng nói, đúng chưa? Cậu bé liền cất tiếng nói và đòi đi đánh giặc, được chưa? Cái chi tiết là gì? Cất tiếng nói khi mà có giặc Ân tới xâm chiếm đất nước ta, triều đình đi tìm người đánh giặc thì cậu bé mới cất tiếng nói. Cất tiếng nói. Cất tiếng nói. Và cái tiếng nói ở đây cất lên không phải là tiếng nói đòi ăn, đòi sữa hay đòi gì hết, đó là đòi đi đánh giặc. Cất tiếng nói, đòi đi đánh giặc. Đúng không? Cất tiếng nói, đòi đi đánh giặc. Vậy thì em có nhận xét gì về cái hành động đó của chú bé? Tại sao lại một một cái em bé lên 3 tuổi không biết đi, không biết đứng, không biết nói cười, đặt đâu nằm đó mà đến khi có giặc Ân đến thì một chú bé lên 3 tuổi ấy lại lại cất tiếng nói và đòi đi đánh giặc. Vậy thì cái điều đó đương nhiên là khác lạ rồi, khác hẳn rồi, rất là bất bình thường rồi, đúng chưa? Khiến cho mọi người ai cũng phải phải cảm động và lo lắng, đúng chưa? Thì vậy thì cái việc mà chú bé đã bật ra cái tiếng nói kịp thời, cái tiếng nói cất lên khi mà nghe thấy tiếng dao của sứ giả, khi khi đi tìm cái người hiền tài của đi tìm người hiền tài cứu nước như vậy. Vậy thì cái tiếng dao của sứ giả ở đây chính là cái lời gì? Cái tiếng dao của sứ giả khi mà đi tìm người cứu nước ở đây, đó chính là cái lời hiệu triệu của vua Hùng, đó là tiếng gọi của non sông, đúng không? Đó chính là tiếng gọi của non sông. Cái tiếng dao của sứ giả ở đây nó sẽ đại diện cho tiếng gọi của non sông. Đó chính là cái tiếng gọi cứu nước của non sông, được chưa? Tiếng gọi của non sông. Khi mà gì? Đó là tiếng gọi của non sông khi mà gì? Khi mà đất nước, khi mà tổ quốc lâm nguy thì sao? Thì đã khiến cho những cái chú bé bất thường như như thánh gióng đã cất tiếng và xin đòi đi đánh giặc. Vậy thì cái chi tiết này bây giờ em sẽ đi đánh giá cái hành động đó đúng hay sai. Vậy thì ở đây em có thể ghi là gì? Cái chi tiết này khiến khiến cho em thật cảm động, được chưa? Vậy thì có thể đánh giá ở đây đó là cái hành động như thế nào? Đúng, tốt và khiến em đó là gì? Cảm động, đúng không? Khiến em cảm động. Bởi vì ở đây mình đang đi biểu cảm, mình đang đi phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật thánh gióng trong trong truyện thánh gióng, đúng chưa? Vậy thì ở đây đó là cái hành động, em đi đánh giá cái hành động của thánh gióng ở đây là cái hành động như nào khiến cho em cảm động và thật bất ngờ, để thể hiện được là gì? Qua cái chi tiết này em cảm thấy là gì? Chú là người yêu quê hương, đúng không? Yêu quê hương. Yêu quê hương. Là một người yêu quê hương. Yêu quê hương. Yêu quê hương, yêu đất nước tha thiết như thế nào, được chưa? Và cái lòng yêu quê hương, yêu đất nước tha thiết đó đã giúp một chú bé 3 tuổi không nói không cười lớn nhanh như thổi, đúng không? Đó là cái phần tình cảm mà em dành cho nhân vật. Phần tình cảm mà em dành cho nhân vật. Tình cảm mà em dành cho nhân vật. Đó là gì? Đó là cái chi tiết đó đã khiến em thật là cảm động. Bởi vì
Chú là một người yêu quê hương, yêu đất nước và sẵn sàng lên tiếng khi quê hương đất nước gọi, có mặt kịp thời, đúng không? Vậy thì cũng chính vì cái tình yêu quê hương đất nước đó đã khiến một cậu bé lên 3 tuổi không nói không cười, lớn nhanh như thổi, đúng chưa? Từ cái tình yêu quê hương đất nước này đã khiến một cậu bé lên 3 tuổi không biết ăn, không biết đi, không biết đứng, không biết nói cười, lại trở nên lớn nhanh như thổi, đúng chưa? Lớn nhanh như thổi. Lớn nhanh như thổi như nào? Vươn vai một cái bỗng trở thành một tráng sĩ oai phong lẫm liệt, được chưa? Vươn vai một cái đã trở thành một tráng sĩ oai phong lẫm liệt. Và với cái ý chí quật cường có thể rời non nấp biển. Vươn vai có thể rời non nấp biển. Viết tiếp xuống đây, đó chính là cái tình yêu thương được thể hiện qua bằng cái sức mạnh. Và thánh gióng là một biểu tượng của muôn người góp sức cùng nhau chống giặc ngoại xâm, được chưa? Thánh gióng đã trở thành biểu tượng của muôn người góp sức chống giặc ngoại xâm. Thánh gióng đã trở thành cái biểu tượng của muôn người góp sức chống giặc ngoại xâm. Vậy thì ở đây các bạn đã thấy là gì? Chú bé thánh gióng ở đây đã có mặt kịp thời, đúng chưa? Đã có mặt kịp thời khi mà đất nước lâm nguy và đã dẹp tan được quân giặc. Ngựa phun ra nửa này, roi sắt thì thần kỳ, quật tan quân thù, đúng không? Ngựa thì phun ra nửa, roi sắt thì thần kỳ, quật tan quân thù. Vậy thì khi mà dùng cả roi, dùng cả gậy rồi, thì ở trong cái văn bản thánh gióng còn có cái chi tiết đó là gì? Nhổ tre để đánh giặc, đúng không? Nhổ tre để đánh giặc, không chỉ là dùng roi sắt hay là gậy mà dùng cả nhổ tre để đánh giặc. Vậy thì qua đó thì chúng ta có thấy sao? Có thấy tự hào không? Tự hào khi mà tổ quốc có được một vị anh hùng như thánh gióng, đúng chưa? Tự hào khi mà tổ quốc có một vị anh hùng như thánh gióng. Tự hào khi mà tổ quốc có một vị anh hùng như thánh gióng, được chưa? Tự hào khi mà tổ quốc có một vị anh hùng như thánh gióng. Và ta càng tự hào hơn khi mà thánh gióng đánh xong giặc thì không hề đợi vua ban thưởng mà một mình một ngựa bay lên trời, đúng không? Còn tự hào hơn khi mà cuối cùng thì sao? Đánh xong, dẹp xong giặc ân rồi thì không cần đợi vua ban thưởng và đã tự mình một ngựa bay lên trời, được chưa? Vậy là kết thúc bay lên trời. Ở đây trong chuyện truyền thuyết này lại sử dụng yếu tố kỳ ảo và để thể hiện cái gì? Nó là một yếu tố kỳ ảo hoang đường nhưng mà lại có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Và cái sự ra đi kỳ lạ của thánh gióng đã rất là phù hợp với ý nguyện của nhân dân, đó là nói lên một cái gì? Sức sống trường tồn trong lòng nhân dân như một cái nét đẹp rực rỡ trong sáng của người anh hùng chống giặc, đúng chưa? Vậy thì đó là toàn bộ cái tình cảm mà em dành cho nhân vật. Cái tình cảm của em ở đây nó đại diện cho cả tình cảm của nhân dân Việt Nam dành cho một nhân vật anh hùng như thánh gióng, được chưa? Vậy thì đó là toàn bộ cái phần thân đoạn mà các bạn sẽ triển khai ra, được chưa? Và cuối cùng kết đoạn đó là gì? Rút ra bài học từ nhân vật mà em yêu thích, được chưa? Rút ra cái bài học từ nhân vật mà em yêu thích. Thì từ cái nhân vật mà em yêu thích đó, em rút ra bài học gì cho mình? Ví dụ là gì? Khép lại cái trang sách mà hình tượng thánh gióng vẫn đọng mãi ở trong tâm trí em. Một hình tượng nghệ thuật dân gian đẹp, tràn đầy tư tưởng yêu nước, căm thù giặc và ý chí quyết tâm
và ý chí quyết tâm bảo vệ dân tộc, được chưa? Vậy thì đó chính là cái bài học mà em rút ra từ cái nhân vật mà em yêu thích, được chưa? Vậy thì đơn giản thôi, với cái đề dạng đề bài như thế này, chúng ta đi biểu cảm về một nhân vật nào đó trong một câu chuyện truyền thuyết hay cổ tích, thì các bạn chỉ cần đầu tiên đó là mở đoạn, các bạn phải bắt buộc giới thiệu được tên truyện thuộc thể loại chuyện gì, nhân vật em yêu thích là ai, đó là phần mở đoạn. Và thứ hai trong phần thân đoạn đó là gì? Giới thiệu chung về nhân vật, không chỉ là mỗi nhân vật thánh gióng đâu, mà tất cả các nhân vật khác ở trong một số đề khác các bạn đều phải đáp ứng được những cái yêu cầu như cô đã trình bày ở trên bảng. Giới thiệu chung về nhân vật, rồi trình bày những cái đặc điểm nổi bật nhất của nhân vật và nhận xét xem là những cái hành động của nhân vật đó là gì, nhân vật đã có những cái hành động gì và đánh giá cái hành động đó là đúng hay sai, rồi cái tình cảm của em dành cho nhân vật là gì, được chưa? Giới thiệu chung về nhân vật rồi thì đó là một nhân vật anh hùng như nào, giới thiệu ra tiêu biểu về chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta, được chưa? Rồi trình bày đặc điểm nổi bật của nhân vật là gì? Thứ nhất là gì? Cái sự mang thai và ra đời kỳ lạ của nhân vật, được chưa? Người mẹ chỉ đi ra đồng và ướm thử cái chân của mình và một cái dấu chân khổng lồ thôi mà về mang thai đến 12 tháng và sinh ra một chàng trai khôi ngô tuấn tú, nhưng mà đến 3 tuổi vẫn không biết đi, không biết đứng, không biết nói, không biết cười. Chỉ đến cái hành động đó là gì? Khi mà nghe sứ giả loan tin là tìm người để cứu giúp đất nước, tìm người để ra trận đánh giặc, thì khi này thánh gióng mới cất tiếng nói và cái tiếng nói của một cái chú bé 3 tuổi đó lại là xin đi đánh giặc, đúng chưa? Vậy thì đó là những cái hành động bất thường đó, và em đánh giá như thế nào về cái hành động đó? Đối với em, cái hành động đó thể hiện cái gì và thông qua đó thì cái tình cảm của em dành cho nhân vật là gì, được chưa? Cái tình cảm của em dành cho nhân vật là gì? Và xong phần đoạn cuối cùng, phần kết đoạn đó là rút ra cái bài học từ cái nhân vật mà em yêu thích đó. Vậy là xong, hoàn thành một cái dàn bài cho một cái đoạn văn ngắn, được chưa? Chỉ cần đi được những cái sườn, những cái ý, chỉ cần tóm tắt được những cái ý chính đó thôi, được chưa? Vậy là đây là cái dàn bài mà cô gợi ý để cho các bạn viết khi mà gặp một cái dạng đề như vậy. Vậy thì khi mà các bạn viết văn thì đầu tiên các bạn cần đi 3 bước, đúng không? Bước 1 là gì? Xác định đề. Bước 1 đó là xác định đề. Xác định đề hay là xác định yêu cầu của đề đấy, xác định đề. Sau khi xác định xong rồi thì các bạn xác định là gì? Ngay từ đầu trước khi cô vào giảng thì cô đã xác định rồi, đúng không? Đó là gì? Mình phải viết cái bài văn này với cái dạng đó là gì? Đúng chưa? Thì đó là biểu cảm, đúng chưa? Rồi lập dàn bài ở đây. Và đến cái bước 3. Bước 3 là các bạn viết bài. Bước 3 viết bài. Bước 2 là lập dàn bài rồi, đúng chưa? Bước 2 là lập dàn bài, bước 3 các bạn viết bài. Vậy thì ở cái bước 3 này, khi mà các bạn viết bài là các bạn bắt buộc phải triển khai theo cái bước 2 nha. Cái bước 2 các bạn đã lập dàn bài, cô đã hướng dẫn các bạn lập dàn bài rất là cụ thể, rất là chi tiết rồi, thì đến cái bước 3 các bạn triển khai cái bài viết của mình phải dựa theo cái dàn bài mà bạn vừa mới viết xong nha. Phải triển khai dựa theo cái dàn bài mà các bạn vừa mới viết, nghe rõ chưa? Rồi, vậy thì từ cái dàn bài này, các bạn viết cho cô một đoạn văn nêu cái cảm nghĩ của em về nhân vật thánh gióng trong truyền thuyết thánh gióng, được chưa?